năm giờ rưỡi chiều hoàng hôn đã buông xuống, tiếng trống vang lên cùng cơn gió lôi cuốn. Trống hoàng điệu bộ tứ quý là bình thường, thêm mai hoa thung bước chân nhịp lên xuống. Rồng bay phượng múa ở ngay trước sân nhà, ông điệu chúc tết có lì xì thôi mà. Đam mê chơi lan là phải cùng chịu khó, cứ tiến bước lên quyết thắng chứ.